quý vị xem xem Trung Quốc đại lục, cư sĩ Lưu Tú dân ở Cáp Nhĩ Tân, người ta mười năm thành tựu rồi. người khác hỏi bà, bà dùng phương pháp gì để thành tựu? bà ấy nói thành tựu của bà ấy chỉ có sáu chữ chân thật nghe lời thật làm bà ấy nghe đĩa cd của tôi nghe hiểu một câu nói nhức môn thâm nhập trường thời quân tu câu này bà ấy nghe hiểu rồi mười năm bà ấy ôm trọn bộ kinh vô lượng thọ một bộ đĩa kinh vô lượng thọ này lúc nào vậy là năm xưa tại thư viện đài bắc giảng kinh vô lượng thọ lúc đó là dùng băng ghi âm để ghi âm lại không có hình ảnh chỉ có âm thanh sau này hình như làm thành đĩa cd bà ấy có được bộ đĩa này nói với tôi một ngày bà ấy nghe một đĩa một đĩa nghe một tiếng đồng hồ một đĩa này nghe mười lần mỗi ngày nghe kinh nghe mười tiếng đồng hồ Mười tiếng đồng hồ chỉ là một tiếng đồng hồ mà lặp lại. Lặp lại mười lần. Trường thời quân tu. Một bộ kinh nghe xong lại nghe lần thứ hai. Cũng là một tiếng đồng hồ. Một ngày nghe mười lần. Ngoài ra, nghe kinh bảy niệm Phật. Không có tạp niệm. Phương pháp dụng công như vậy Tôi biết Người bình thường Người phổ thông Khoảng 3 năm đến 4 năm Sẽ đắc niệm Phật ta mùi sáu bảy năm là họ khai ngộ rồi mười năm bảy thành tựu đây là không có đồng tham đạo hưởng một mình ở nhà bà bị bệnh nặng dùng phương pháp này nghe kinh niệm phật bến lành rồi bệnh nổi ban đỏ còn nghiêm trọng hơn cả bệnh ung thư đây chính là trong kinh nói chúng họa dai chuyển Điều này đối với cá nhân bà y mà nói Bệnh chết người này cứ thế mà lành hẳn Chuyển wow. trở lại rồi Hiện nay ở trong nước Hoàng Pháp Lần này tôi dẫn bà ấy đến Hồng Kông Đến Singapore Đến Malaysia Đến Indonesia Tôi nói hoàng phá phải hướng đến quốc tế Nói rất hay Khắp nơi đều được quan nghênh Đây là một tấm gương tốt nhất từ trên đĩa cd mà học tập thành tựu từ trên vệ tinh mà học tập từ trên mạng internet mà học tập có người thành tựu tôi nghe nói vậy hiện tại còn chưa gặp mặt điều kiện của họ đích thực Cổ kim trung ngoại không có gì khác Đều là chân thật Nghe lời Thật làm Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Không có ai không thành tựu